Xuân Hy kính kính chào quý khách hàng cũng như là những gia chủ tương lai của ID Johnson. Thì hôm trước Xuân Hy cùng với Mai Anh đã giới thiệu cho quý vị về công trường đang triển khai tại Long Thành của dự án ID Johnson. Sắp tới là chúng ta sẽ có ngày 11 tháng 7 sẽ là mở bán chính thức của phân khu Sunrise Village. Và hôm nay thì Xuân Hy muốn giới thiệu đến quý vị tổng quan sa bàn cũng như là một số yếu tố để giúp cho các anh chị có thể chọn được căn như ý trong giai đoạn 1. Ngày 11 tháng 7 sắp tới chúng ta sẽ mở bán nha các anh chị. Xuân Hy xin giới thiệu sơ tổng quan về dự án của chúng ta trên sa bàn. Các anh chị cũng biết rằng là dự án của chúng ta có tổng diện tích là 41 hecta và chúng ta sẽ có một sông Đồng Môn và rạch Đồng Môn bao quanh dự án, tạo ra một bán đảo rất là đẹp. Thì ở đây với cái yếu tố thiên nhiên rất là đẹp đó thì chủ đầu tư cũng như là đơn vị B cộng H khơi một cái hồ nhân tạo ở giữa dự án có tên là hồ Cầu Vồng và đặt công nghệ xử lý wetland bằng thiên nhiên, bằng những cái cây thủy sinh, cát, đất, đá, sỏi để đảm bảo nguồn nước từ sông Đồng Môn di chuyển vào hồ Cầu Vồng sẽ được trong sạch và không bị ô nhiễm, đảm bảo cho không khí của dự án của chúng ta luôn được xanh mát. Bây giờ thì chắc anh chị cũng thể nhìn thấy được trên sa bàn của chúng ta là đường cao tốc Long Thành Dầu Dây. Dự án của mình là song song với đường cao tốc. Thì chủ đầu tư thiết kế rất là hay. Ở đây chúng ta sẽ có một cái dãy cây xanh có thể chắn bụi cũng như là giảm bớt đi cái phần tiếng ồn của dự án. Và đâu đó từ cái đường song hành này nè, trong tương lai chúng ta sẽ có một cái đường nhánh kết nối vào dự án và cư dân có thể kinh doanh cũng như là mua bán tại dãy shophouse này. Các anh chị có thể hình dung là dự án của chúng ta đâu đó trong tương lai sẽ hình thành giống như Luckville ở quận 2. Nhưng cái cách thiết kế của chủ đầu tư là thiết kế một khu thể dục thể thao phức hợp ở đây để nhằm ngăn cách giữa cái tuyến đường song hành này, tạo một cái khoảng cách, một cái không gian giúp cho cư dân của chúng ta ở bên trong có thể là không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, bởi khói bụi. Và đâu đó những cái ngôi nhà ở đây nè có thể kinh doanh shop house, những cái shop house trong tương lai đó có thể kinh doanh vừa phục vụ cho các hoạt động thể dục thể thao ở đây cũng như là vừa có thể phục vụ cho được cư dân bên ngoài có thể di chuyển bằng vào tuyến song hành này. Thì đầu tiên các anh chị cũng sẽ thấy rằng là khu Sunrise Village của chúng ta nằm bên tay trái của Xuân Huy và nằm bên tay trái của hai phân khu còn lại là cầm bao 2 và cầm bao 3. Các anh chị biết rằng là chúng ta di chuyển từ đường Phạm Văn Đồng này nè. Đó, chúng ta sẽ đi vào trục chính của dự án thông qua cổng chào Vân Tây ở đây nè các anh chị. Từ cổng chào Vân Tây chúng ta có một cái tuyến đường 40m rất là rộng kết nối vào hồ Chuồn Chuồn. Và đây là một trong những tuyến đường chính thức trong tương lai mà chúng ta sẽ di chuyển vào dự án. Thì các anh chị có thể thấy rằng là tới đây các anh chị rẽ trái đi theo tuyến đường này và chúng ta vào cổng số 17 của dự án ở đây. Đó, ở cổng này thì chúng ta sẽ có một cái đường trục chính của dự án. Và ở đây chúng ta có các tuyến đường kết nối vào bên trong. Đó, cư dân của Sunrise Village có thể di chuyển bằng xe máy và xe hơi ở trong các cái tuyến đường này. Đó, nhưng mà trong tương lai thì các anh chị cũng thể thấy là những cái phân khu 2 và phân khu 3 chúng ta sẽ được hiện lên, sẽ được triển khai. Thì các anh chị biết rằng là cầm bao 1 chúng ta là một phân khu cầm bao riêng, cầm bao 2 riêng và cầm bao 3 riêng với những cái cổng bảo vệ khác nhau. Thì đối với cầm bao 1 và cầm bao 2 thì chúng ta sẽ có thể kết nối cũng như là có thể liên zone, giao thông liên zone bằng cái việc các anh chị có thể tập thể dục thể thao. Ở đây sẽ có những cái tuyến đường thể dục thể thao nè, đó kết nối liên zone, các anh chị có thể đi xe đạp hoặc tập thể dục thể thao ở những cái tuyến đường này ha. Rồi, bây giờ thì các anh chị cũng có thể nhìn thêm một chút xíu nữa đi ha. Chúng ta có thấy một cái phân khu cao tầng nằm ở đây nè. Đó, các anh chị thấy một phân khu cao tầng. Và đây là chúng ta có thiết kế bằng trường học. Đấy, thì các anh chị có thể là hình dung là trong tương lai dự án của mình sẽ được hình thành và có một cái phân khu trường học ở bên tay trái của Sunrise Village. Và đâu đó những cái ngôi nhà ở đây chúng ta có thể kinh doanh shop house, mua bán cũng như là phục vụ cho những cái bạn học sinh cũng như là thầy cô trong tương lai ở đây. Bên tay phải của Xuân Huy cũng như là có một cái mặt giáp sông Đồng Môn. Thì chúng ta có một khu quảng trường cũng như là khu trung tâm thương mại sau này là sẽ là một cái điểm check-in cũng như là thu hút rất nhiều bạn trẻ cũng như là cư dân bên ngoài thị trấn Long Thành có thể về đây vui chơi, mua sắm và giải trí. Thì bây giờ chúng ta sẽ tập trung nhiều vào cái phân khu Sunrise Village cũng như là cái phân khu mở bán đầu tiên của dự án. Khu Sunrise Village này chúng ta sẽ có 235 căn, trong đó thì chúng ta sẽ có 5 căn biệt thự đơn lập ở những góc như thế này nè. Nhưng mà giai đoạn 1 thì chúng ta chưa mở bán những cái căn đơn lập này đó quý vị. Thì trong giai đoạn 2 chúng ta sẽ mở bán, thì khi đó Huy sẽ tư vấn cho các anh chị nhiều hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ mở bán 230 căn biệt thự song lập của phân khu Sunrise Village. Và bây giờ thì Huy cũng chia sẻ cho anh chị một số yếu tố để mình có thể chọn được căn nhà của mình như ý anh chị ha. Thì đầu tiên là số lượng căn lớn cũng như là nhiều nhất, chiếm 50-60% của dự án là căn Spring có diện tích là 7x15. Đó, đây là những cái vị trí Spring và có diện tích là 7x15. Thì đây là căn có diện tích nhỏ nhất của dự án. Thì chúng ta sẽ có hai cái phân khu chính, đó là shop house ở mặt tiền ở đây là quý vị. Đó, đây là shop house. Thì quý vị thấy là chúng ta sẽ có một cái dự án của chúng ta là song song với đường cao tốc Long Thành Dầu Dây. Và trong tương lai chúng ta sẽ có một cái đường song hành
kết nối trực tiếp vào dự án. Như vậy là cư dân ở bên mặt shophouse này có thể kinh doanh mua bán, cũng như rằng là có thể kinh doanh để cho cái khu thể dục thể thao này khi vào hoạt động chúng ta có thể mua bán cũng như là phục vụ cư dân bên ngoài có thể đi vào. Thì dãy shophouse này chúng ta sẽ có hai phân khúc giá. Ở đây các anh chị thấy rằng là shophouse ở đây ngoài cái yếu tố là view ra cái đường trung tâm thể dục thể thao thì chúng ta có thể kinh doanh mua bán rất là rộng rãi, rất là thoải mái, nên giá khu shophouse này đâu đó khoảng 7,5 tỷ, 7,3 tỷ cho đến 7,5 tỷ một căn. Các anh chị có thể là nếu mà muốn mua để đầu tư cũng như sau này có thể về kinh doanh cho thuê, khai thác cho thuê thì các anh chị có thể đầu tư ở đây. Và trong tương lai nếu anh chị muốn là sau này mình có thể kinh doanh các dịch vụ liên quan tới trường học, có thể là mở những cái trung tâm để photocopy hoặc là các cái trò chơi dành cho các cái lứa tuổi cũng như là bán đồ ăn thức uống cho phục vụ cho học sinh thì các anh chị có thể đầu tư ở dãy shophouse trường học ở đây. Giá thì khoảng 6,5 tỷ cho đến 6,8 tỷ một căn nha các anh chị. Đó, đây là hai phân khu shophouse đầu tiên. Thì đối với cái trục giữa ở dự án thì là một trục đực lớn thì chúng ta đâu đó khoảng là 20 căn nhà nằm ở đây. Thì nếu mà các anh chị thuộc những cái ưu tiên đầu tiên giống như là booking sớm á, thì các anh chị có thể chọn ở phân khu này. Chúng ta giá đâu đó khoảng 6 tỷ đến 6 tỷ 2 một căn các anh chị ha. Đấy, các anh chị có thể ưu tiên hoặc là các anh chị có thể chọn những cái căn gốc. Đó, tại vì ở đây số lượng rất là ít nên những cái anh chị mà đã được chọn những số ưu tiên đầu á, thì anh chị có thể chọn ở đây. Nhưng mà với Huy á, dự án này thật sự là không có cái chỗ nào mà thật sự là tốt nhất cả. Bởi vì nếu anh chị không thích sự ồn ào mà anh chị ở cái trục chính này thì đâu đó chúng ta di chuyển xe cộ qua lại rất là nhiều. Và rất là nhiều khách hàng của Xuân Huy thì không thích cái sự ồn ào đó, cũng như là cái mức giá ở đây nó cũng đã cao hơn. Thì các anh chị có thể chọn ở dãy này. Đó, ở giữa. Thì cái ở dãy này nó có một cái đặc điểm rất là hay là chúng ta thường cái dãy này đó, ít có xe di chuyển qua lại và tạo được cái sự yên tĩnh trong toàn bộ cái phân khu chỗ này. Và cái sự kết nối của dãy ở giữa này ra cái phân khu hồ bơi cũng như là ra cái khu thể dục thể thao này cũng rất là thuận tiện. Và đâu đó nếu anh chị thực sự thích không gian thể dục thể thao, tập thể dục thể thao và đi ra khu thể dục thể thao này gần hơn thì các anh chị có thể chọn ở dãy ở cuối cùng này đây. Thì cái phân khu dãy này thì đối với Xuân Huy thì thật sự mà nói là cái sự kết nối giữa bên trong ra bên ngoài dự án nó rất là gần, cũng như là đâu đó các anh chị đi về hồ bơi cũng không có xa lắm. Nên là đối với Xuân Huy thì tất cả cái phân khu mà Spring ở đây thì thật sự là các anh chị có thể chọn được ở giai đoạn 1 với giá tốt là anh chị có thể chọn ngay được rồi đó ạ. Thì các anh chị thấy là ở đây chúng ta là cái hướng mà về phía Huy này nè là hướng chánh bắc, đi ngược lại các anh chị là hướng nam, bên tay trái của Huy là hướng đông và bên tay phải của Huy là hướng tây. Thì các anh chị biết là dãy này của chúng ta là hướng chánh bắc và chánh nam. Như vậy là phù hợp với lại khách hàng là đông tứ trạch. Và cái vườn Amber và Crimson này nè, nó còn tạo ra cho chúng ta một góc đối với cái dãy bên tay phải này. Thì đối với dãy 7x15 cũng như là 8x15, đâu đó những căn ở đây thì các anh chị thấy là nó là hướng đông bắc và tây nam. Như vậy là phù hợp với khách hàng tây tứ trạch. Như vậy là đối với Xuân Huy thì dự án này các anh chị đông tứ trạch hay tây tứ trạch cũng hoàn toàn có thể mua được ha. Tiếp theo cái điểm hay của vườn Amber và Crimson này nè, các anh chị thấy là nó sẽ tạo ra một cái gấp khúc ở giữa. Thì các anh chị biết là các yếu tố đâm đường của những cái ngôi nhà ở đây nè, các anh chị có thể thấy rằng là đấy, thường là với phong thủy của chúng ta là những cái ngôi nhà này chúng ta hay nói bị đâm đường đúng không ạ? Thì thường trong một cái khu compound với cái việc di chuyển chậm cũng như là sinh khí nó được bao phủ khắp cái khu compound của mình á, thì các yếu tố đâm đường này bị giảm đi rất là nhiều rồi. Và bên cạnh đó thì các anh chị biết rằng là nếu mà cái đoạn này nó bị gấp khúc á, thì cái yếu tố về đâm đường sẽ được giảm đi rất là nhiều. Bởi vì các anh chị biết đâm đường mà các anh chị nghiên cứu á, thì nó giống như là một cái ngọn trường thương có cái mũi hướng về cái ngôi nhà của mình và nó tạo ra một cái điều bất an cho những cái ngôi nhà ở đây. Nhưng mà thực sự là nếu mà chúng ta thấy cái đoạn gấp khúc này, chúng ta sẽ hiểu là cái ngọn trường thương đó đang bị gãy ở giữa. Và thực sự đối với về phong thủy nó đã giảm đi rất là nhiều. Còn đối với về khoa học á, thì các anh chị biết rằng là khi chúng ta lái xe ở đây thì những cái ngọn đèn của những cái xe ô tô vào buổi tối nó sẽ không bị rọi thẳng vào những cái ngôi nhà ở đây này. Đúng không các anh chị? Khi chúng ta lái xe thì nó sẽ không bị ảnh hưởng với những cái ngôi nhà này bởi những cái ngọn đèn. Cũng như là khi chúng ta có đi qua những cái đoạn gấp khúc này thì tài xế đâu đó cũng sẽ rất là chuẩn bị, lái rất là cẩn thận. Và đến những cái ngôi nhà này thì cái việc mà đảm bảo an toàn cho những cái không gian ở đây thì thật sự là rất là bình thường thôi. Nên là nếu mà những cái ngôi nhà ở xuyên tâm ở đây mà chủ đầu tư giảm đi khoảng 2-3% thì chắc chắn là Huy biết là rất là nhiều anh chị đầu tư cũng sẽ sẵn sàng mua. Bởi vì ngoài cái yếu tố phong thủy mà chúng ta nói nó hơi bị xấu đó, thì thật sự những cái ngôi nhà ở đây nó có một cái view rất là thoáng ở phía trước, cũng như là kinh doanh mua bán hoặc là cái tầm nhìn của các anh chị, một cái không khí bên trước nhà của mình nó rất là tốt luôn. Nên là đâu đó những cái ngôi nhà ở đây thì thật sự đối với Huy, dự án chủ đầu tư thiết kế rất là chi tiết và tỉ mỉ, cũng như là giúp cho khách hàng của mình có được cái sự an tâm tối đa luôn. Bên cạnh đó thì các anh chị có thể thấy rằng là ở dãy này nè, nãy Huy có chia sẻ với các anh chị là đây là dãy shophouse, thì những cái căn ở đây chúng ta K1 á, Huy gọi là căn K1 á, thì chúng ta có thể thiết kế cái mặt quay ra bên ngoài
thì nó sẽ trở thành những căn shop house và chủ đầu tư sẽ bán được với giá cao hơn rất là nhiều. Nhưng chủ đầu tư hoàn toàn không muốn làm như vậy, bởi vì nếu khi làm những cây này là shop house á, thì chắc chắn cái mặt bên trong chúng ta quay vào nó bị top hậu. Và các anh chị biết là phong thủy top hậu thì thật sự đối với Việt Nam mình, thật sự mọi người cũng không thích. Và đâu đó nếu chủ đầu tư xây dựng thêm một dãy nhà ở phía trước thay vì để cái đài phun nước ở đây thì chắc chắn là cái giá của chủ đầu tư bán được sẽ tốt hơn rất là nhiều, đúng không? Thì qua những cái yếu tố nhỏ đó thì các anh chị cũng thể thấy rằng là đơn vị thiết kế ở đây là một đơn vị rất là nổi tiếng, là B+H, là một đơn vị đến từ Canada. Đơn vị này thì các anh chị search trên Google cũng biết rằng họ thiết kế rất là nhiều các cái dự án, những cái kiến trúc mà nổi tiếng trên thế giới. Đâu đó là đối với lại những cái tập đoàn lớn như Tencent còn thiết kế những cái đơn, còn yêu cầu những cái đơn vị này để thiết kế đó các anh chị. Bên cạnh đó thì nếu anh chị có tài chính tốt hơn và muốn một cái ngôi nhà của mình có cái không gian chiều ngang rộng hơn 1 mét thì các anh chị có thể mua cái dãy 8x15 có tên là Spring Plus. À, mới nãy Xuân Huy quên nói là cái 7x15 chúng ta là Spring, là căn mùa xuân, căn nhà mùa xuân đó các anh chị. Thì dãy 8x15 ở đây chúng ta có cái, ở đây thì chúng ta có chiều ngang của ngôi nhà của mình được xây dựng là 6.5x10.5 thì nó sẽ rộng hơn ngôi nhà 7x15 một chút xíu. Và các anh chị biết là với cái chiều ngang rộng đó, hơn một chút xíu đó, chúng ta có thể thiết kế thang máy trong nhà. Và cái thiết kế thang máy này nó sẽ giúp cho anh chị có thể giảm đi cái nhược điểm là chúng ta không thể thiết kế cái phòng ngủ bên dưới, giúp cho ông bà của mình có thể việc di chuyển dễ dàng lên tầng 1 thay vì có thể đi bộ trên cầu thang gặp khó khăn rất là nhiều ha. Thì đâu đó các anh chị cũng có thể chọn, nếu mà Đông Tứ Trạch thì chúng ta chọn dãy D1 này, chúng ta sẽ chọn những căn 8x15. Nếu mà Tây Tứ Trạch thì các anh chị chọn bên này. Hoàn toàn những cái căn này có những cái yếu tố mà Huy nói, thật sự nếu anh chị chọn ở đây thì đi ra hồ bơi nó gần, nhưng nếu anh chị ở đây thì khi đi ra cổng chào, từ cái cổng chào về nhà các anh chị rất là gần, nên những cái yếu tố đó các anh chị ra được căn nào thì mình chọn hết căn đó ha. Rồi, một cái dãy nhà mà Xuân Huy rất là thích đó chính là dãy Bliss. Đây này các anh chị, 10x17. Đó, dãy nhà 10x17 này các anh chị biết là dãy Bliss thì đâu đó giá nó khoảng từ 10 tỷ rưỡi. Nhưng các anh chị thấy là dãy Bliss này của giai đoạn 1 và Bliss của giai đoạn 2 có sự cách nhau ở giữa, và không gian ở giữa này chủ đầu tư thiết kế một cái không gian trò chơi từ 2 cho đến 12 tuổi. Thật sự một cái không gian trò chơi này nó sẽ giúp cho con cái của anh chị ở trong nhà ít hơn nè, sử dụng iPad, điện thoại ít hơn, và ra đây có thể vui chơi phía sau nhà cũng như là được cái sự giám sát của bố mẹ ở phía sau rất là đẹp, rất là tốt ha. Thì nếu các anh chị có thể thiết kế cũng như là link cái ngôi nhà của mình từ bên trong ra bên ngoài này một cách rất là tinh tế thì các anh chị cũng sẽ hiểu rằng là ngôi nhà của mình đâu đó sở hữu nguyên cả công viên này nè, đó, nguyên cái công viên này của anh chị luôn, thì giá 10 tỷ rưỡi thật sự để mua nguyên cái công viên này thì quá rẻ, đúng không các anh chị? Ok, thì Huy chia sẻ tiếp là chúng ta sẽ có cái dãy Infinity nằm ở đây này các anh chị. Đó, dãy Infinity này thì có diện tích là 10x20. Đặc biệt của nó là phía sau sẽ có một cái công viên, và xa hơn nữa là chúng ta sẽ có một hồ cầu vồng ở, có thể view được hồ luôn. Những cái căn này có thể có view hồ luôn, và sát đó là hồ bơi. Như vậy chúng ta có rất là nhiều yếu tố và rất là nhiều điểm cộng cho dãy Infinity này. Với giá từ 12 tỷ rưỡi cho đến 13 tỷ thì thật sự đối với Huy, những cái căn này sẽ tăng giá trong tương lai rất là tốt ha. Các anh chị có thể mua về ở, chúng ta sở hữu được hồ bơi bên cạnh cũng như là có một cái không gian view rất là đẹp ở phía sau nhà. Bên cạnh đó thì cái dãy Infinity ở đây tuy không được view hồ, nhưng các anh chị để ý là phía sau nhà của chúng ta sẽ có một cái khoảng đất. Khoảng đất này thì không, cư dân bên ngoài không thể vào được, và chủ đầu tư cấp luôn cho cái gia chủ của những cái căn ở đây, Infinity ở đây, và không tính vào giá bán. Nên đâu đó ví dụ như những căn ở đây có diện tích là khoảng 200m² thì sẽ được cấp thêm khoảng 60, 70, 80 thậm chí là 150m². Ví dụ như căn này chủ gia chủ sẽ được cấp luôn gần 250m² đất ở đây luôn để cho gia chủ này sử dụng. Thì các anh chị biết rằng là nếu như vậy thì cái giá bán căn nhà của chúng ta sẽ được giảm đi rất là nhiều. Nếu chúng ta tính luôn vào thì thật sự là giá bán đó giảm đi rất là nhiều. Và nếu các anh chị thích một ngôi nhà gọi là garden villa, sau này các anh chị có thể trồng rau, trồng cây phía sau nhà, thì các anh chị dọn dãy này giúp Huy nhé. Thì thật sự đây là một cái sự ưu đãi rất là đặc biệt của chủ đầu tư của dự án ID Johnson hỗ trợ cho các anh chị. Thì cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái buổi giới thiệu cũng như là đưa ra những cái yếu tố giúp cho các anh chị có thể chọn được ngôi nhà phù hợp với lại dự án của mình. Thì với Xuân Huy thì Xuân Huy cũng là một trong những người trong tương lai sẽ mua một căn ở đây. Và với Huy thì thật sự nếu chúng ta có tài chính tốt thì chúng ta mua được ở trục chính thì thôi. Còn nếu không thì nếu Huy không chọn được thì Huy cũng sẽ chọn dễ dàng chọn những cái căn 7x15 ở đây. Vì với Huy được mua ở trong giai đoạn 1 Sunrise Village có một cái giá tốt như vậy là
là ok rồi ha. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều và Huy hy vọng rằng là ngày 11 tháng 7 tới các anh chị sẽ có những cho mình những cái quyết định tốt nhất và sở hữu ngay cho mình một căn tại dự án ID Johnson. Vì với Huy, dự án này là một trong những dự án rất là tốt, pháp lý về yếu tố thiết kế, về phong thủy cũng như là tâm huyết của chủ đầu tư để ở đây rất là nhiều. Và thật sự Xuân Huy cũng chia sẻ rằng là các anh chị follow cái video này đi, trong tương lai thì Huy sẽ ra những cái video khác để giới thiệu về sự tâm huyết của chủ đầu tư đó. Huy hy vọng rằng là những cái chia sẻ của Huy cũng góp phần cho các anh chị tự tin và yêu thêm dự án ID Johnson, và đâu đó thì các anh chị cũng sẽ là hàng xóm của Huy trong tương lai tại dự án ID Johnson. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều và chúc anh chị vào ngày 11 tháng 7 tới sở hữu được một căn ID Johnson như ý nhé. Xin chào.